Xin chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay tôi lại có mặt tại chặng đường đua và giải đua xe đạp địa hình leo núi Đường Quyết Thắng. Và hôm nay tôi lại bắt đầu tường thuật trực tiếp chặng đua ngày thứ hai. Thưa quý vị và các bạn. Và đây là cổng chào của vị trí xuất phát để bắt đầu leo núi. Thưa quý vị và các bạn, các vận động viên chuẩn bị leo núi. Và đây là khu tập của các vận động viên đang tập trước khi ra đường đua. Đây là một sự rèn luyện rất là tuyệt vời của các vận động viên đang rất là nỗ lực cố gắng để đạp trong cái quá trình mà tập luyện. Và chặng đua bắt đầu chuẩn bị được xuất phát. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại ban trọng tài đang làm việc với các vận động viên cũng như nhắc nhở trước khi xuất phát. Và đã xuất phát rồi thưa quý vị và các bạn, và các vận động viên đang rất là nỗ lực đạp lên dốc. Thưa quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi đang di chuyển bằng xe máy lên trên dốc tháp truyền hình để tường thuật trực tiếp chặng đua vòng quanh Đường Quyết Thắng và leo dốc của các vận động viên. Và thưa quý vị và các bạn, chúng tôi đang đón tại ngã ba chỗ lên tháp truyền hình. Đây là đón một cái đường chặng đua của các vận động viên đi vòng quanh dưới chân núi và ngược lên trên phía trên này. Thưa quý vị và các bạn. Đây, cái này đâu hết rồi. Đi, 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 đ
kéo căng cái này để về nào, kéo nốt cái này để về đi nào. Và thưa quý vị, sau đây tôi lại từ trên dốc, tôi lại xuôi xuống phía dưới chân dốc để đón vận động viên khi mà đi qua cái đường dốc xuống để vòng một chặng nữa về đích, thưa quý vị và các bạn. Đây là các cái vị trí để chỉ đường cho các vận động viên lại xuôi xuống dốc bên phía bên phải tôi, hướng tôi đang đi. Và đây là tôi về vị trí của các vận động viên xuôi ra để về về đích, thưa quý vị các bạn. Và đây là vị trí đích mà các vận động viên khi đạp trên núi về, thưa quý vị và các bạn. Và tôi xin được tạm dừng video tại đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu quý vị và các bạn thấy hay, hữu ích thì vui lòng đăng ký kênh và subscribe kênh Sửa Xe Thanh Hóa để các cái sự kiện thể thao cũng như về xe máy chúng tôi luôn được chia sẻ cho quý vị và các bạn được biết nhiều hơn. Xin tạm biệt quý vị và các bạn.